Lý do Mỹ mất 48 giờ truy lùng nghi phạm xả súng. Cảnh sát Mỹ mất nhiều thời gian lần theo dấu vết robot Cott bởi nghi phạm xả súng này từng là lính dự bị, thông thuộc địa hình và vũ trang hạng nặng. Cảnh sát Mỹ tìm thấy thi thể robot Cott lúc 19 giờ 45 phút ngày 27 tháng 8, tức 6 giờ 45 phút ngày 28 tháng 8 theo giờ Hà Nội, khoảng 48 giờ sau khi nghi phạm này gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử bang Maine, khiến 18 người không qua khỏi. Thi thể God được tìm thấy gần bờ sông tại Lisbonfo, thị trấn cách thành phố Lewiston, nơi nghi phạm gây ra vụ xả súng tại hai địa điểm khoảng 16 km. Tay súng nhiều khả năng đã để lại thư tuyệt mệnh và kết liễu đời mình khi giới chức huy động hàng trăm cảnh sát, đặc vụ tham gia chiến dịch truy lùng kỳ mô lớn tại nhiều vùng của bang trong hai ngày qua. Mike Sochok, Ủy viên An toàn Công cộng bang Maine cho biết trong hai ngày truy lùng, họ đã nhận được 530 tin báo của người dân về những dấu vết khả nghi của Clark, nhưng họ đã không thể xác định được chính xác địa điểm của nghi phạm. Các sĩ quan tham gia chiến dịch truy lùng về hành động rất thận trọng, bởi Clark từng là lính dự bị trong quân đội Mỹ, được đào tạo bài bản về bắn súng và mang theo khẩu súng trường hạng nặng. Nghi phạm dường như cũng có kỹ năng sinh tồn tốt ở nơi hoang dã, khiến chiến dịch truy bắt gặp nhiều khó khăn. Đây là người đã được huấn luyện quân sự, anh ta có thể sử dụng súng thành thạo, có kiến thức về chiến thuật quân sự, đáng chú ý nhất là khả năng ẩn nấp để không bị phát hiện. Chuyên gia về thực thi pháp luật Jonathan Wargrove nói với CNN, thêm rằng những yếu tố này khiến chiến dịch truy lùng Kurt diễn ra chậm chạp dù lực lượng tham gia rất đông đảo. Theo các chuyên gia, điều cảnh sát e ngại nhất trong chiến dịch truy lùng là nguy cơ đối đầu với nghi phạm khi anh ta bị dồn vào bước đường cùng. Bởi có kỹ năng bắn súng tốt và mang theo khẩu súng trường bán tự động có khả năng sát thương cao. Clifford Steve, người quen biết với khi cả hai cùng làm lính dự bị, cho biết nghi phạm chưa từng được triển khai tham chiến, nhưng đã được đào tạo chuyên sâu về súng đạn và là một trong những xạ thủ giỏi nhất của đơn vị. Nghi phạm thông thạo về khí tài nên anh ta nguy hiểm hơn, Rob Damico, cựu đặc vụ FBI cho biết. Michael Harrison, cựu cảnh sát trưởng Baltimore, cũng bày tỏ lo ngại tương tự và chỉ ra có đã gây ra tổn thất rất nhiều một cách nhanh chóng trong vụ xả súng tối 25 tháng 10. Đây là lý do lực lượng hành pháp không thể hành động vội vàng như những cuộc truy lùng khác, ông Harrison nói. Theo Steve, Cord cũng là người được đào tạo về kỹ năng xác định vị trí khi là lính dự bị. Nghi phạm được mô tả là người thích không gian ngoài trời và rất thoải mái khi ở trong rừng. Phần lớn quá trình truy lùng nghi phạm diễn ra trong khu rừng rậm rạp, nhiều cây cối và cản trở tầm nhìn, khả năng phối hợp của lực lượng mặt đất cũng như trực thăng giám sát trên không. Bang men là nơi có địa hình nhiều đồi núi, cây cối sông suối, nên Cod có thể đã tận dụng yếu tố này để ẩn náu trong hai ngày qua, khiến hàng trăm cảnh sát cùng các đơn vị chó nghiệp vụ không thể lần ra dấu vết anh ta. Các chuyên gia nhận định, Cod có thể đã lên kế hoạch bỏ trốn tỉ mỉ sau vụ xả súng, trong đó đào thoát bằng đường sông được coi là phương án khả thi nhất. Ngay tối hôm xảy ra xả súng, các điều tra viên đã phát hiện chiếc xe của Cod tại biến thuyền Pejep Scott ở Lipon, giúp gia tăng suy đoán nghi phạm dùng thuyền bỏ trốn. Chuyên gia phân tích tội phạm John Miller cho rằng có vẻ Kurt biết rõ khu vực biến thuyền Pejepskot không phải do vô tình tới đây. Điều đó cho thấy nghi phạm đã vạch đường đi nước bước cho kế hoạch chạy trốn của mình. Đây không chỉ là cuộc truy bắt tội phạm bình thường trong phạm vi nhỏ, mà lại truy lùng một người có đủ nguồn lực và được đào tạo để lần trốn cảnh sát trong không gian rất rộng, Miller nói. Tuy nhiên, theo nghị sĩ Mỹ Cherry Pingree, giới chức hành pháp ở Maine cũng đã rất quen thuộc với các cuộc truy lùng trong rừng và địa hình phức tạp. Bởi vậy, dù chiến dịch diễn biến chậm chạp, họ vẫn có thể biệt kín mọi tuyến đường mà Kurt có thể chạy thoát. Sang ngày thứ hai bị săn đuổi, Carl dường như đã nhận ra điều này, nên anh ta đã để lại một mẩu giấy, viết rằng khi giới trước tìm thấy nó, anh ta đã không còn sống. Ngay sau đó, cảnh sát đã phát hiện thi thể anh ta tại gần bờ sông, chấm dứt chiến dịch truy lùng gắt gao.